Mình chả xin cô trả nợ trả lớp về cái bài hướng dẫn AMCI. Thực tế thì cái bài này á, thì dạy trên lâm sàng nó sẽ tốt hơn, nhưng mà vì lý do là dịch bệnh nên là mình phải học online, nhưng mà hy vọng là các em có thể sử dụng cái bộ công cụ này để thực hành trên lâm sàng tốt hơn. Còn nếu có vấn đề chi mà trong việc mà thực hành cái bộ công cụ này thì có thể nhắn tin qua Zalo cho cô, hoặc là không có lớp trưởng thì hoặc là gặp group gì đó thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn. Thực ra thì cái công cụ này như các em cũng biết rằng là nó rất là đơn giản và được tổ chức y tế xây dựng ra dành cho những nơi mà có nền y tế mà chưa phát triển, có nghĩa rằng là nó xây dựng cho những cán bộ y tế ở tại tuyến huyện ở vùng núi vùng cao, với bằng một cái công cụ, một cái tờ giấy, một cái bút chì thì các em có thể nhận biết được những cái bệnh lý ở trẻ em, bệnh lý nặng và cần phải xử trí cấp cứu, và sau đó thì quyết định là sẽ chuyển viện chứ không phải là để giữ lại mình để điều trị. Nên các em hiểu rằng rằng trong khi mà em thực hành cái bộ công cụ này á, thì nó ở vị trí của em thực hành đó là một cái vị trí ở nơi một cái tuyến y tế thấp nhất trong cái hệ thống y tế của Việt Nam. Tuy nhiên cái bộ giáo dục này nó không phải là không có giá trị khi mà các em đi thực hành ở các bệnh viện lớn, vì nó cũng cho em thấy được một cái kinh nghiệm rằng khi chúng ta dùng bộ công cụ này, chúng ta sẽ đánh giá được một cách hệ thống, chúng ta biết được rằng là những em bé nào có dấu hiệu bệnh nặng, những em bé nào mà cần phải xử trí cấp cứu như thế nào cho phù hợp. Chúng ta phải biết được rằng thêm một chúng ta biết được rằng là khi mà chúng ta hỏi bệnh tiền sử thì đối với những em y tế ở dưới mà họ chuyển lên đây, hoặc là từ nhà đến đó trên đây, thì ở đây bác sĩ họ sẽ xử trí như thế nào, thì để cho em thấy được rằng là mình sẽ xây dựng được cái kinh nghiệm để sau này các em đi làm mà có ai có làm chuyên khoa nhi thì cũng 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 tốt. Và thứ hai, nếu mà em không làm nhi thì thực ra thì cái này nó bộ công cụ này cũng rất là giúp, khá là tốt cho cái việc em nếu mà có những người thân trong gia đình hoặc là những họ hàng bạn bè hàng xóm mà có những em bé nhỏ, tụi này đánh giá xem thử là chúng ta cần có phải chuyển viện hay là chúng ta có thể hướng dẫn bà mẹ chăm sóc ở nhà. Nên là các em nên nên giữ những cái tài liệu này trong suốt quá trình mà chúng em thực hành nhi khoa chứ không nên vứt đi, và chúng ta nên lật đi lật lại rất là nhiều. Hai cái những cái quyển mà sách mà rất là cơ bản mà cô nghĩ rằng từ thời em nên giữ lại, ví dụ như sản nội bệnh lý thăm cách thăm khám và những cái quyển sách mà về sinh lý bệnh giải phẫu bệnh, là những cái quyển mà đã là cơ bản của bên sinh viên y đó, và phải nên giữ lại theo thời gian. Có thể nhiều sau này nó sẽ ra nhiều version, nhiều nhiều cái những cái những cái mà mình phải hiểu được rằng là những cái hiện tại những sách đó dù có tái bản thế nào thì hắn phải giữ những nguyên tắc cơ bản để đánh giá. Thì đầu vào nội dung của hướng dẫn ngày hôm nay thì chuẩn bị dụng cụ thì nhớ rằng là chúng ta phải sử dụng cho AMCI là nguyên tắc là phải sử dụng bút chì, không có sử dụng bút mực nha. Sử dụng bút chì và bút chì tốt nhất ở đây chúng ta là phải kèm theo cục tẩy để chúng ta có thể xóa và viết lại. Hai là phiếu đánh giá theo đúng lứa tuổi, em đang đánh giá em bé nào theo lứa tuổi nào thì em phải sử dụng cái phiếu đánh giá theo đúng lứa tuổi đó, và cái quyển hướng dẫn AMCI nó phù hợp với cái tờ mà em đánh giá. Cái tờ em đánh giá mà quyển AMCI khác nhau, hai version khác nhau thì không thể nào phù hợp, không thể nào cùng nhau mà làm việc được. Ở đây là cái tờ mà cái bản mà bản cũ mà hiện tại bây giờ thì và một số lớp thì cô đang thấy là các bạn có thể sử dụng thêm một đúng không lớp trưởng, nhưng mà bạn có sử dụng cái bản mới đúng không? Đây là cái tờ mà đánh giá MCI của nhóm ở đây là từ 0 đến 2 tháng tuổi. Mặc dù em có làm dùng theo cái bản mới thì nữa thì nó nguyên tắc làm việc là phải là làm việc thực hành lâm sàng là từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, từ mặt trước ra mặt sau, em mẹ nhớ. À, cô nói có nhanh không? Em có nghe kịp không? Nếu nói mà được đúng không? Nếu mà cô nói nhanh hoặc các em nghe không rõ, không kịp đó, thì báo lại hi. Cô nhắc lại nguyên tắc của AMCI khi viết là chúng ta sử dụng cái tờ đánh giá phù hợp với cái quyển AMCI em sử dụng nha. Em giữ quyển AMCI ra, cái tờ phía dưới phía sau của cái quyển đó như thế nào thì em sẽ photo cái tờ đánh giá đúng y theo cái quyển mà em đang dùng để đánh giá. Và nguyên tắc sự khi mà thực hiện đó là từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, nghe nha. Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, từ mặt trước ra mặt sau nha. Là em làm viết hết từ trên xuống đây đánh giá xong qua đây phân loại nha. Đó, và phân loại, và khi phân loại xong hết ở đây thì em gặp ra gặp gặp cái tờ đôi cái tờ này lại để viết sau để em viết phần phần điều trị. Rồi
tiếp cận lâm sàng thì ở đây chúng ta sẽ có cái nguyên tắc, đó là chúng ta là dựa đánh giá cái đánh giá bệnh theo cái ô mà từ trên xuống dưới cô vừa chỉ đó, dấu hiệu nguy hiểm toàn thân, vàng da, tiêu chảy, vấn đề dinh dưỡng, tình trạng tiêm chủng và các vấn đề khác. Và đây theo ba màu trong cái quyển IMCI, màu đỏ luôn luôn là dấu hiệu cảnh báo, đó là dấu hiệu em bé bệnh nặng, em bé cần phải chuyển viện. Và dấu vàng là điều trị đặc hiệu thì mình có thể phải hẹn tái khám một ngày hoặc là theo dõi chặt. Và thứ màu xanh đó là những em bé như bệnh lý nhẹ cần kêu tới chuyển viện ở nhà. Và từ cái màu đây chúng ta sẽ đưa ra hướng xử trí và những cái hướng thì điều trị tiếp theo. Ở đây rõ phần mà lý do đi tái khám thì cô nhắc lại trên lâm sàng các em sẽ có hai tình huống em đưa ra. Em bé mà có tên thì em sẽ ghi tên theo giấy khai sinh. Còn nếu mà em bé nhà mình chưa có tên thì em phải ghi tên theo bà mẹ. Tuổi ở đây thì em phải thi theo ngày tuổi, ví dụ 5 ngày tuổi, 6 ngày tuổi, 7 ngày tuổi. Nếu em bé đó là được trên 1 tháng tuổi thì em sẽ ghi là 1 tháng. À, 1 tháng bao nhiêu ngày đó, 1 tháng 2 ngày, 1 tháng 3 ngày ha. Và 2 tháng tuổi đây chúng ta sẽ tính thời điểm là 2 lần của 28 ngày. Nên em bé nhà mình mà trên trên 56 ngày thì chúng ta không có tính là 2 tháng tuổi nữa các em nhé, 28 ngày nhân 28 ngày. Hoặc là nếu mà đơn giản, nếu mà em sử dụng một cái phương thức tuổi nữa là các em có thể sử dụng với ngày sinh, ví dụ em bé sinh từ ngày 6 tháng 1, ngày 6 tháng 2, ngày 6 tháng 3, nếu mà trên ngày từ từ ngày 6 tháng 3 trở lùi về sau thì em sẽ không có dùng cái sự đánh giá của cái địa chỉ. Cân nặng ở đây em sẽ ghi rõ ký số ký nhưng mà lấy một một con số ở phía sau. Đối với em bé mà nhỏ thì em có thể ghi rõ là 1,35 ký, nhưng mà thường thì mình sẽ lấy cân nặng là phải là thành một con số phía sau dấu phẩy thôi. Nhiệt độ cũng tương tự như vậy. Lý do đến khám lần đầu với khám ở đây nguyên tắc là những cái chỗ trống mà chúng ta đã để đánh dấu vào thì chúng ta sẽ dùng dấu dấu tích nha, chữ V nha. Ngày khám ghi rõ đầy đủ ngày tháng năm. Rồi, chúng ta sẽ đi vào cái phần đầu tiên đánh giá là kiểm tra bệnh nhiễm khuẩn tại chỗ. Ở đây các em sẽ kiểm tra bệnh rất nặng thì có những cái dấu hiệu mà các em phải cần phải lưu ý. Nếu mà em bé chỉ cần có một trong những cái dấu hiệu ở đây thì rằng là em bé nhà mình đã thuộc vào dấu hiệu bệnh rất nặng và chúng ta phải cần xử trí chuyển tuyến. Đây bao gồm là trẻ bỏ bú, bú kém, co giật, thở nhanh, thở gắng sức, sốt hoặc hạ thân nhiệt, nhiễm trùng rốn, da và em bé nhà mình đã kém hoạt động. Đây thì cô sẽ cho các em được clip. Rồi, các em có nhận xét gì về cái video clip này? Em bé nhà mình có những dấu hiệu nào nặng mà các em có thể ghi nhận được? Đây là một em bé sinh đủ tháng 40 tuần 3 ngày, sinh mổ vì cạn ối, thì là sau 6 tiếng người nhà vào than báo với nữ hộ sinh là em bé nhà mình nó không có bú được, ít vận, có vẻ như là em bé ít vận động. Và sau đó thì là mấy cô quay người nhà quay cái video clip này cho báo cho cái nữ hộ sinh ở một cái bệnh viện ở trên vùng núi ở Quảng Nam đó, bệnh viện Hiệp Đức, không biết có ở đây để có gần nhà bạn nào hay không đó, thì em có nhận xét gì về cái video clip này? Tôi ăn đáp chưa ăn xong rồi dọn hết rồi nên má đi đố em dọn ăn để alo.
Alo, bạn nào khác có ý kiến khác không? Alo, em trả lời tiếp đi, không nghe đây. Rồi. Rồi. Rồi, thì mình tin tin tưởng vào cái nghề đánh giá của mình. Rồi, cảm ơn em. Còn bạn nào còn ghi nhận cái dấu hiệu nào trên của em bé này nữa không? Trong lớp mình có bạn nào trực hôm tối thứ năm không? Thì tối hôm đó cô thấy là cô nhận khá nhiều bệnh nhưng mà cũng không thấy bạn nào vào tham gia coi bệnh mới không, nhưng biết là bạn này có bạn nào trực hôm tối thứ năm không? Thấy sáng sớm thì ký sổ đây, đây là một cái em bé mà vào viện vào hôm tối thứ năm đây ở bệnh viện Hiệp Đức chuyển. Nếu mà em nào đang đi trực thì cũng sẽ thấy là em bé nó đang nằm ở trong cái phòng ICU 1 và đang thở máy đó. Thì em sẽ quan sát thêm thử là hiện tại bây giờ em bé này với lại em bé lúc đó thì nó sẽ rất có nhiều rất khác biệt. Đương nhiên là có nhiều dụng cụ hỗ trợ hơn. Thì em sẽ thấy là thứ nhất là em bé nhà mình á, cái vẻ mặt của em bé này em thấy không, nhắm hai mắt nhắm nghiền. Em bé nó có khóc nhưng tiếng khóc của em bé nó không có bình thường, không có to như bình thường và cử động em bé cũng khá là ít. Thứ hai em sẽ nhìn thêm cái vấn đề nữa là em sẽ thấy màu sắc da môi của em bé nó không có hồng hào mà nó tái nhợt, da tái nhợt, môi tím, tai cũng tím. So sánh với lại cái bàn tay của cái người mà họ nhân viên y tế họ sờ đụng chạm bụng em bé em thấy là rõ ràng là cái da bụng của em bé nó tím tái. Thấy chưa? Đó, và nếu mà em nhìn kỹ hơn nữa mà quan sát hơn nữa mỗi lần họ ấn tay em thấy cái dấu ấn màu trắng 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 này để lại trên da bụng em bé không? Đây là những cái đánh giá là cái mà gọi là dấu chi các em biết không khi làm bệnh án. Đúng rồi, đây dấu refill mặc dù là họ đánh giá không có đúng, là có nghĩa là nếu mà refill chúng ta sẽ để trên ngực nhưng mà thực sự là nếu mà chúng ta sờ ở bụng như em bé bệnh lý nặng là chúng ta vẫn sờ thấy rằng là nếu chúng ta ấn mà sao thì rõ ràng những cái dấu này nó sẽ mất chậm hơn trên 3 giây rồi. Và những em bé này đánh giá là cái tuần hoàn em có vấn đề và khả năng cái nhóm tuần hoàn vấn đề này có thể là em bé nhà mình nó bị suy tim, suy tuần hoàn, suy hô hấp, em bé nó tím tái không đủ oxy và cũng có thể là em bé nó bị lạnh, hạ thân nhiệt rất là nhiều. Những cái vấn đề như cái rốn của em nói thì cái rốn này thì rốn mình hoàn toàn bình thường em nhé, cái cuốn rốn hơi dài thôi chứ còn lại là rốn hoàn toàn bình thường đó. Thì em bé nhà mình ở đây thì có sự những dấu hiệu nặng ghi nhận ở đây đó là em bé nhà mình nó bỏ bú, bú kém, bé này chắc chắn là em bé bú không được, thở rên người như vậy. Em bé này mình nó không có co giật. Nhưng mà em bé nhà mình nó có giảm vận động, ly bì, thở nhanh, thở gắng sức, chính xác là như em nói, thở nhanh, thở gắng sức, thở rên nhá. Và khả năng em bé nhà mình có hạ thân nhiệt nữa với là cái một cái tình trạng da môi như vậy nhá. Hạ thân nhiệt đôi khi là có một tình trạng thiếu oxy máu nặng, em bé nhà mình nó cũng cùng gây lên tình trạng hạ thân nhiệt. Nhìn lại ha. Đó, tiếng thở. Rồi những dấu hiệu gắng sức em sẽ nhìn thấy cái mũi em bé này, phập phồng cái mũi này. Họ không cởi hết cái áo này cho mình đây hết nhưng mà mình vén này mình nhìn thấy này cái thở nó thấu hiệu thở gắng sức những cái dấu này thấy giờ để lại trên da bụng em nói nhân viên y tế họ cũng nói đó nhưng phải sợ em bé nó kém đi. Và em bé này sau khi xử trí thì em bé khi mà đưa nó xuống cấp hành phải hồi sức cấp cứu đặng nội khí quản thì phải chuyển lên mình. Rồi những dấu hiệu bỏ bú thì quan sát em bé nhà mình trong trường hợp nó nặng đây. Thay em bé nhà mình nó bỏ bú thì chúng ta sẽ quan sát thêm từ em bé nhà mình mời bà mẹ, nếu em bé chưa bú thì cho em bé nhà mình nó bú mẹ và mình sẽ quan sát thêm từ em bé nhà mình có những dấu hiệu muốn bú hay không. Nhiều em bé bồng vô mình sẽ quan sát bằng cách là mình chỉ thấy cái vẻ mặt em bé lắc đầu há miệng hay là vươn mình cử động tay chân chụt chụt tay, mình biết được rằng là em bé này những cái phản xạ bú nó tốt. Và nếu mà hỏi là bà mẹ nói cái em bé được bú bình thường thì mình tự tin rằng mình nói là em bé nhà mình đó là em bé nhà mình bú được nha. Còn thấy bồng trên tay mà em bé nhà mình nó lừ đừ, nó không có vận động gì hết, mình nói bà mẹ hỏi em bé nhà mình có muốn bú hay không mà bà mẹ nói lắc đầu, em bé nhà mình 4 5 tiếng hay cả ngày mới bú 1 2 lần bú rồi nhả ra rồi thử cho em bé ngầm tiếp cận cái bú mẹ mà em bé nhà mình nó không muốn một cái phản xạ nào cả để tiếp cận bú mẹ thì đó là những em bé nhà mình dấu hiệu bệnh nặng.
Dấu hiệu co giật thì cô nhắc lại là một lần nữa, đối với trẻ sơ sinh thì co giật nó không thể nào nó thể hiện rõ như là co giật ở người lớn hay là những trẻ trên 2 tháng. Ở đây co giật thường nó có biểu hiện rất là tinh tế. Em bé nhà mình có thể gồng cứng người, giật giật tay chân, hoặc là em bé chỉ có nháy mắt hoặc là những cử động miệng mồm bất thường nha. Thì các em sẽ nhìn thấy. Đó là em bé nhà mình, đây là một em bé mà mình có cử động hai mắt mắt nháy mắt liên tục, và em sẽ thấy cái miệng môi của hắn, cái miệng môi giật 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 ở đây. Thì đó là những em bé nhà mình nó bị co giật, và co giật ở trẻ sơ sinh thì phải rất là chú ý và quan sát. Và thường mà em sẽ thấy là những em bé nhà mình sau khi mà co giật xong nó sẽ ngủ nhiều hơn, lừ đừ, ít bú, và thậm chí em bé nhà còn có ngưng thở nữa. Nên mình chúng ta sẽ hỏi kỹ người nhà xem được những dấu hiệu bất thường của em bé. Đếm nhịp thở. Thì nhắc lại một lần nữa, nhịp thở trẻ sơ sinh còn bình thường là 40-50 lần. Em bé thở gắng sức là trên 60 lần. Và khi chúng ta phải đếm khi em bé nằm yên, nếu nhịp thở em bé trên 60 lần một phút thì chúng ta phải tiến hành là chúng ta phải đo đếm lại một lần nữa. Đây, dấu hiệu em bé nhà mình rút lõm nha. Đây là em bé nhà mình hõm ngực, thở mệt, tím tái. Chúng tiếp theo là chúng ta đánh giá em bé nhà mình có sốt, có hạ thân nhiệt hay không. Sốt ở đây chúng ta có bằng hai cách. Đối với lại là ở nhà hay là ở nơi mà chúng ta không có kèm nhiệt độ thì chúng ta có thể dùng tay của mình, chúng ta sờ đấy nha. Dùng tay này mình chúng ta sờ lên trán, sờ lên nách, lên bụng của em bé. Chúng ta sờ thấy nóng thì có thể em bé nhà mình nó sốt. Nhưng đối với là những nơi mà chúng ta tốt hơn nhất là bất kỳ nơi nào, trung tâm y tế hay tại nhà của chúng ta cũng nên có một cái kèm nhiệt độ. Thì đối với trẻ sơ sinh từ 0 đến 2 tháng thì chúng ta kèm nhiệt độ ở nách. Nhiệt độ ở nách bình thường là từ 36 độ rưỡi đến 37 độ rưỡi. Nhiệt độ em bé nhà mình nó sốt khi tính là từ em bé từ 37 độ rưỡi trở lên. Và đối với trẻ từ 0 đến 2 tháng tuổi thì chúng ta kèm nhiệt độ ở nách thì chúng ta không cần cộng 0,5 độ. Cô nhắc lại cho các em nhé. Rồi, tương tự như vậy, nếu hạ thân nhiệt thì chúng ta đánh giá là em bé nhà mình đã hạ thân nhiệt khi nhiệt độ dưới 36 độ 5. Và nếu mà em bé nhà mình có biểu hiện nặng nề, bệnh lý nặng thì nhiệt độ nách mà dưới 35 độ 5 hoặc là sờ thấy lạnh, đó là một biểu hiện bệnh lý nặng. Chúng ta sẽ quan sát rốn của trẻ, còn quan sát xem thử trẻ rốn của trẻ có bình thường hay không. Như cô nói lúc nãy, cái bạn trả lời thì cái rốn nó hơi to, nhưng ở đây thì mình thấy là cái rốn nó bình thường và rốn của em bé mới sinh. Thì đầu tiên đối với những em bé mới sinh, chúng ta sẽ quan sát xem thử cái rốn của em bé nhà mình nó rốn hay khe hở thành bụng. Thứ hai nữa là chúng thêm thử là cái rốn của em bé nhà mình hắn có đủ cái ba cái mạch máu lớn hay không, hai cái động mạch và một tĩnh mạch. Nhiều em bé nó dị dạng thì đôi khi hắn sẽ không đủ những cái mạch máu thì mình ghi nhận, và cái coi thử cái kẹp rốn của em bé nó có đúng vị, nó có bị lỏng hay cái gì không. Nguy cơ là em bé nhà mình nó có thể bật cái chân, bật cái rốn mà nó nguy cơ nó sẽ chảy máu. Trong ngày bây giờ thì ít bị rồi, nhưng ngày xưa là chúng ta buộc rốn bằng chỉ thì có nguy cơ bị tụt dây rốn cũng khá là nhiều. Và chúng ta sẽ quan sát là những cái rốn thử là xung quanh chân da, xung quanh chân rốn thì có đỏ, có nề sờ, có đau hay không, và có mùi gì bất thường hay không. Đánh giá ở đây chúng ta sẽ nhìn đây, đây là những cái rốn bình thường rất là đẹp, và chúng ta sẽ nhìn để quan sát được là cái rốn này, da xung quanh rốn rất là hồng hào bình thường, không có phình to chỉ ở chân rốn. Chúng ta nhìn được ba cái mạch máu lớn ở rốn, cái to nhất ở đây mà thành mỏng kia, thành mỏng này mà to nha. Thành mỏng mà cái lỗ ở trong giữa này, lòng mạch đó mỏng to, đây là tĩnh mạch rốn. Hai thường cắt ra là nó sẽ co lại, động mạch là thường co lại thì thành dày và co hai cái động mạch. Đây là những cái rốn bất thường, mà trong đây là những cái rốn mà chân rốn mà phình to lên như lúc nãy bạn lo lắng đó. Chân rốn bằng phình to, đây là khả năng là em bé nhà mình đã thoát vị rốn. Ở đây là hình ảnh rốn là có một cái sau khi rụng đây mà nó có cái nụ ở đây. Nó có một cái chồi lên ở đây, cái này là khả năng là cái nụ hoặc rốn. Đó. Thì cái khả năng là cái động mạch rốn hoặc tĩnh mạch rốn nó không có teo được, hoặc là nó có dò từ bàng quang ra cái rốn này và làm cho nó bị chảy rỉ dịch, chảy máu và có nguy cơ là nhiễm trùng liên tục ở quanh sưng nề, quanh cái da rốn. Ở đây là một cái tình trạng là bị xuất huyết ở dưới chân rốn. Nghĩa đây là những cái chân rốn mà có mạch máu ở đây và nó có khả năng nó bị vỡ mạch máu ở đây, và nó thường cái rốn này đây nó sẽ kèm theo ướt và rất là hôi. Mình trong trường hợp này chúng ta sẽ cần phải tháo cái chân kẹp rốn này ra, ta sẽ dùng chỉ buộc sát chân rốn ở đây đó để giải phóng cái dịch ở đây cho nó, và không được băng rốn lại để thoáng, và chúng ta sát khuẩn bằng nước muối hàng ngày 2-3 lần một ngày để cho khô thoáng, và dần dần nó sẽ đợi chờ cái rốn nó sẽ rụng đi.
Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ quan sát da để tìm với nhiễm khuẩn nặng ở trên da. Thông thường những bé sơ sinh thì ta đến trên 50% là các bé sau sinh là thường có những một vài ban đỏ, vài mụn mủ. Nhưng chúng ta phải nhận biết được rằng là cái ban đỏ mụn mủ đó là ban đỏ mụn mủ bình thường hay là ban đỏ. Nếu những cái ban đỏ mà nó chỉ là tia nhỏ rải rác ở người vẫn đều, những cái hột nhỏ 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 lấm tấm, nhưng mặc dù là mụn mủ khá là nhiều đây, thì ở đây đây chúng ta thường hay gọi là những cái ban mà phản ứng của em bé sau khi sinh, và cái những cái ban này thì không được đánh giá là ban nhiễm trùng. Tuy nhiên trong trường hợp là những cái ban mà nó kèm theo những dấu hiệu em bé nhà mình nó bỏ bú, sốt, thở mệt, những yếu tố nguy cơ của bà mẹ, ví dụ như bà mẹ có tiểu thê kéo dài, có sốt sau sinh, có viêm nhiễm đường âm đạo và sinh thường nữa mà kèm theo những cái dấu hiệu ban đỏ, nổi mụn mủ loét như vậy, thì chúng ta phải biết rằng là cái những cái ban đỏ, cái mụn mủ này đó là những nhiễm trùng, và em bé nhà mình là cần phải điều trị kháng sinh và chúng phải cần chuyển viện lên tuyến trên để điều trị kháng sinh bằng bằng đường tĩnh mạch. Ở đây chúng ta sẽ quay lại cái bảng đánh giá từ 0 đến 2 tháng. Ở đây là cái bảng, thì đây chúng ta sẽ đánh giá thêm thử, nếu mà em bé nhà mình, nhắc lại, nếu em bé có một trong những dấu hiệu nguy hiểm ở đây như cô nói lúc nãy, thì em bé được phân là ô và vết ô bệnh rất là nặng, ô màu đỏ, thì chúng ta xử lý khi mà chúng ta gặp cái tờ giấy này lại, chúng ta đánh giá khi phía sau thì em bé nhà mình phải cho liều kháng sinh. Đây chúng ta sẽ mở bảng liều kháng sinh ra, ghi kháng sinh cho rõ ràng, Ambi hay là Renta. Đối với em bé nhà mình đây, dự phòng hạ đường huyết, ở đây khi các em làm em phải ghi cho rõ là dự phòng hạ đường huyết bằng cách nào. Nếu mà em bé nhà mình nó không phải rơi trường hợp vào bỏ bú bú kém đó, thì chúng ta sẽ hướng dẫn bà mẹ vắt sữa ra, đút bằng thìa cho em bé, hoặc là làm cho em bé nhà mình uống nước đường. Phải tùy vào cái lâm sàng của em bé mà em phải ghi rõ là cái phương pháp hạ đường huyết là điều dự phòng hạ đường huyết trên đường đi là như thế nào, chuyển gấp đi bệnh viện và hướng dẫn bà mẹ giữ ấm trên đường đi đến bệnh viện. Ở đây đối với những em bé đã non nhẹ cân dưới 2,5 kg thì chúng ta khuyến khích là bà mẹ giữ ấm trên đường đi bằng phương pháp căng ru ấp trên người. Những cái phương pháp này cũng khá là tốt trong như thế này, và những em bé nhỏ từ 0 đến 2 tháng thì chúng ta vẫn khuyến khích là bà mẹ nên hoặc là người thân nên ấp em bé trên đường đi giữ ấm, hoặc là chúng ta sẽ đội đội mũ khăn cho em bé. Tuy nhiên nếu em bé nhà mình bệnh rất nặng mà nằm trong cái bối cảnh là em bé sốt trên 37 độ 5 thì chúng ta cũng giữ ấm cho em bé, nhưng mà chúng ta phải theo dõi nhiệt độ của em bé trên đường đi, ghi rõ ra. Nếu mà em bé mà sốt mà em còn ủ ấm thì đường đi nữa, mà đặc biệt là thời tiết mùa hè nếu mà nó nóng quá trên cơ thể cấp cứu thì có nguy cơ là em bé nhà mình nó sẽ bị sốt. Có nhiều em bé là đi khi mà chuyển viện đến bệnh viện thì nhiệt độ lên tới là 38-39 độ, rất là nóng nha. Nếu là trường hợp em bé chỉ có biểu hiện không có những cái biểu hiện bệnh nặng phía trên mà em bé chỉ tổn thương ở rốn hoặc là viêm mụn mủ thì đánh giá nhiễm khuẩn tại chỗ, thì em có thể xử lý bằng cách là cho em bé nhà mình uống kháng sinh nha, không cần phải đi hướng dẫn người nhà chăm sóc tại chỗ, tái khám, thăm khám mỗi 2 ngày. Và nếu mà không có dấu hiệu ở trên thì em ghi rõ là chưa có dấu hiệu nhiễm khuẩn và hướng dẫn người nhà chăm sóc tại nhà và khi vào viện khi có dấu hiệu nguy hiểm, được chưa? Rồi tiếp theo em sẽ đánh giá cái vàng da. Ở vàng da thì gặp đa trẻ sơ sinh đến 70-80%, và đặc biệt đối với những em bé mà non tháng nhẹ cân thì hoặc là bệnh nặng thì em sẽ thấy là vàng da hầu như xuất hiện, nhưng mà tùy vào cái mức độ vàng da của em bé mức độ nào thì chúng ta mới trị hay không. Ở đây có 2 câu hỏi mà về vàng da các em phải phải hỏi, đó là thời điểm em bé nhà mình nó vào thời điểm em bé xuất hiện vàng da lần đầu khi nào, chứ không phải là thời điểm em thăm khám đâu các em nhé. Câu hỏi của chúng ta là em bé vàng da xuất hiện từ khi nào? Em bé đến với chúng ta thời điểm em bé 4 đến 5 ngày tuổi hoặc thậm chí 10 ngày tuổi xuất hiện vàng da là trước 48 giờ sau sinh thì vẫn phân loại em bé là vàng da mức độ nặng nha. Còn nếu em bé xuất hiện vàng da sau 48 giờ thì chúng ta mới tiếp tục đi đánh giá hỏi những câu tiếp theo ở phía dưới. Nhắc lại, kiểm tra vàng da là chúng ta phải hỏi câu là lần đầu tiên người nhà thấy hoặc là người chăm sóc chính của em bé thấy em bé vàng da là khi nào? Trước 48 giờ tuổi hay sau 48 giờ tuổi? Chứ không phải cái thời điểm mà chúng ta thăm khám. Và chúng ta sẽ quan sát ở mắt, màu sắc da, lòng bàn tay, bàn chân. Quan sát màu sắc da, lòng bàn tay, bàn chân ở đây thì chúng nơi chúng ta quan sát phải đầy đủ có nghĩa là không gian còn phải là khô, ấm, sạch sẽ, đầy đủ ánh sáng, tốt nhất là ánh sáng ngoài trời hoặc là dùng ánh sáng trắng chứ không sử dụng ánh sáng vàng, vì nếu ánh sáng vàng chúng ta sẽ nhìn mà chúng ta nhìn không tốt, và nếu mà chúng ta không đủ ánh sáng mà tối thì chúng ta sẽ nhìn màu sắc da nó không có chính xác. Rất là nhiều em bé mà nằm ở trong trong nhà ủ vì phòng tối không để ý bật đèn sáng bình thường không phát hiện vàng da, đến khi bồng em bé ra thì vàng da rất nặng nề, em bé đã có tổn thương nhân vàng da nhân rồi.
Rồi đây chúng ta sẽ nhắc lại, chúng ta sẽ có hai câu hỏi là hỏi vàng da xuất hiện ở khi nào và nhìn sờ gõ nghe. Đây chúng ta sẽ tìm dấu hiệu vàng da, nhìn ở mắt, ở da, màu sắc da, ở mặt, bụng, ngực, lòng bàn tay, bàn chân. Em bé nhà mình được phân loại mức độ vàng da nặng, nhớ là hai điểm, đó là vàng da xuất hiện trước 48 giờ và vàng da lấy lòng bàn tay, bàn chân nhé. Một trong hai cái dấu hiệu đó, đó đều được phân loại là vàng da nặng thì em bé nhà mình phải cần chuyển tuyến lên tuyến trên để điều trị chiếu đèn. Đấy. Còn nếu em bé nhà mình nó vàng da sau 48 giờ nhé. Em sẽ thấy là có nhiều em bé mà nếu mà em đi sau khi mà kết thúc nhi đây, em đi qua thực hành bên xã, em sẽ gặp rất là nhiều em bé và chúng ta sẽ đi và quan sát. Nếu mà thấy những em bé mà chúng ta đã nhìn một một vài em bé thôi, đừng nhìn nhiều, có nghĩa là em chọn cái em bé trong cái phòng đó, thì từ thời điểm em bé mới sinh ra và em nhìn em bé ngày này ngày kia, ngày hôm nay, ngày mai, ngày mốt, để em nhìn xem thử là cái biểu hiện của em bé như thế nào, màu sắc da như thế nào, em sẽ thấy được là em bé nó mình nó xuất hiện vàng da như thế nào, nhiều hay ít, đến xuất hiện từ khi nào, là cái tốc độ vàng da nó như thế nào, thì em sẽ có kinh nghiệm hơn khi nhìn cái màu sắc da của em bé. Trong cái phần này chúng ta sẽ lưu ý rằng nếu mà em vàng da sau 48 giờ mà vàng da không vàng da đến lòng bàn tay bàn chân thì em có thể hướng dẫn người nhà theo dõi chăm sóc tại nhà. Tuy nhiên nếu mà cái em bé nhà mình á, mà nó vàng da mà nó từ hiện tại mà em bé nó vàng da mà quá 14 ngày tuổi, có nghĩa là thời em bé vàng da sau 48 giờ nhưng mà hiện tại bây giờ sau 14 ngày tuổi em bé vẫn còn vàng da, thì chúng ta phải chuyển đi bệnh viện để chúng ta sẽ làm thăm khám xem từ những cái lý do gì mà em làm em bé bị vàng da kéo dài. Vì đúng em đã đủ tháng mà nếu mà vàng da trên 14 ngày thì tính vàng da kéo dài. Và những em bé mà vàng da kéo dài này thì có rất là nhiều nguyên nhân, có thể là suy tuyến giáp, có thể là những bệnh lý vàng da tăng bilirubin trực tiếp, hay là tổn thương gan, tắc ruột, hay nhiều vấn đề. Nên đối với những em bé mà trên 14 ngày tuổi rồi thì chúng ta phải đứng nhận người nhà đi chuyển bệnh viện. Cái này là chuyển đi bệnh viện thôi chứ không có gấp các em nhé. À, nếu mà gấp là chỉ có phân loại vô ô màu đỏ thôi, còn ô màu vàng là chỉ chuyển đi bệnh viện. Có nghĩa là chúng ta thăm khám xong rồi, nếu mà người nhà để chuẩn bị thì chúng ta có thể là hướng dẫn người nhà về thay lấy đồ, là chuẩn bị xe cộ đi cấp đi bệnh viện, chứ không phải là gấp mọi người mà gọi xe cấp cứu mà đi. Và đối với trong trường hợp mà em bé nhà mình á, vàng da xuất hiện sau 48 giờ không vàng da lòng bàn tay bàn chân và dưới 14 ngày tuổi, thì chúng ta có thể cho người nhà về cho em bé về với nhà với mẹ để theo dõi thấy khám. Và của chúng ta đã quyết định đây, chúng ta phải tới khám hàng ngày đó. Còn nếu mà không có những dấu hiệu trên thì chúng ta đến ghi vào ô phân loại là không vàng da. Rồi em bé nhà mình sẽ đánh giá em bé nhà mình có tiêu chảy hay không. Đối với em bé sơ sinh thì vấn đề đánh giá tiêu chảy nó rất là khó, nhưng mà chúng ta sẽ dựa vào cái tính chất đặc điểm phân của em bé trước đây, có nghĩa là lần bình thường phải hỏi người mẹ là trước đây là mỗi ngày em bé đi cầu bao nhiêu lần, tính chất phân như thế nào. Em bé nhà đánh giá phần tiêu chảy khi mà em bé nhà mình đi cầu số lần nhiều hơn so với bình thường trước đây. Ví dụ ngày trước em bé đi 5 đến 6 lần thì bây giờ đi đến 10, 11, 12 lần. Phân hồi trước đây thì sền sệt, những trừ phân lỏng và tóe nước, thì đây là em bé nhà mình nó bị tiêu chảy. Thứ hai là chúng ta sẽ quan sát thêm màu sắc phân hồi thế nào. Phân của em bé thì phải là màu phân vàng đậm. Nếu em bé nhà bất thường, nếu em bé nhà mình đi cầu có máu trong phân đều đều chắc chắn. Thứ hai nữa là phân em bé không được vàng lợt 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 như sữa sữa mà kèm với chút vàng vàng, giống như là giống như là chị hè mù tạt rồi đó, mà vàng 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 nhợt lợt lợt lợt. Thế thì chúng ta phải đưa em bé vào viện vì khả năng em bé nhà mình có tổn thương đường mật, tắc mật tắc ruột gì đó, mà là em bé nhà mình nó phân nó không được vàng nha. Và nên bị tiêu chảy thì quan trọng nhất trong tiêu chảy cả trẻ trẻ nhỏ và trẻ lớn là chúng ta đánh giá xem thử là cái cơ thể đáp ứng của em bé như thế nào. Đối với em bé nhà mình nó tiêu chảy đôi khi là tiêu chảy chỉ cần có vài ba lần thôi, 1, 3, 4 lần một ngày thôi, nhưng mà cũng đủ để làm cho em bé nhà mình nó biểu hiện nặng. Vì phân mà em bé nó đi ra nó quá nhiều đi, mỗi lần phân mà em bé nó tóe chảy hào ướt hết một cái tã, thì chỉ cần 2-3 lần thôi mà em bé nhà mình nó không được uống nước, không được bù nước, thì em bé nhà mình sẽ có biểu hiện mất nước. Nhưng mà nhiều em bé nhà mình mặc dù đi cầu cả 10-20 lần một ngày, nhưng mà mỗi lần em bé đi có xí sạc xí nước, sạc xí nước, nhưng mà cũng không làm cho em bé nhà mình nó biểu hiện mất nước. Chính vì vậy á, là đối với chúng ta đã dùng cái số lần phân để đánh giá để tiên lượng cái điều cái mất nước á, thì không hẳn là đúng, mà chúng ta phải sử dụng là cái tính chất phân, cái số lượng quan sát cái biểu hiện của em bé nhà mình có biểu hiện là vật vã kích thước, hay là em bé nhà mình nó ly bì kém linh hoạt, kèm những dấu hiệu khác như là mắt trũng, bé vô da mắt chậm
Đây là dấu hiệu mà em bé nhà mình nó có mắc trũng đối với những bạn mà ở nước ở Ấn Độ hoặc là những nước có mà những có cái biểu hiện gọi là gì là mắt em bé nhà mình nó trũng sẵn rồi, có nghĩa là nhưng mà nó sẽ trũng hơn so với bình thường. Và thường những em bé có dấu hiệu mắc trũng như này, thường em bé nhà mình sẽ biểu hiện bằng ly bì kém linh hoạt. Vì những em bé nếp phiếu da, đối với những em bé nhà mình đây thì sử dụng nếp phiếu da chúng ta sẽ đánh giá ở cơ thẳng bụng nha. Còn đối với những trường hợp mà những em bé mà suy dưỡng rất là nhỏ cân đó, thì chúng ta sẽ sử dụng đánh giá nếp phiếu da ở mặt trong. Rồi ở đây là cái câu thì chúng ta để hỏi đánh giá về tiêu chảy. Thì đối với những em bé nhà mình tiêu chảy, chỉ cần em bé nhà mình có biểu hiện mất nước như là em bé nhà mình ly bì kém linh hoạt hay là kích thích mắt trũng, nếp phiếu da mắt chậm, mắt rất chậm là trên 2 giây đó, thì là những em hai trong chỉ cần hai trong ba cái dấu hiệu này đây thì đánh giá em bé mất phải truyền dịch nha. Và sau đó là em bé chuyển gấp đi bệnh viện. Thứ hai là nếu mà em bé nhà mình á thì có biểu hiện vật vã kích thích mà hai trong cái dấu hiệu này thôi nha, vật vã kích thích mắt trũng nha, nếp phiếu da mất chậm nha, mất chậm mà chúng ta chỉ cần là dưới 2 giây mà chúng ta vẫn nhìn thấy được trên bằng mắt thường của chúng ta, thì chúng ta đánh giá mất nước, thì chúng ta có thể bù nước bằng phác đồ B bằng đường tĩnh mạch hoặc hoặc là cho ăn nha. Em bé có thể bú tích cực, uống orezon thì sau đó chuyển em bé đi bệnh viện. Và nếu em bé nhà mình có nếu trẻ mà có những bệnh rất nặng ở phía trên á thì chúng ta sẽ phải chuyển gấp đi bệnh viện luôn. Ô màu đỏ, ô màu đỏ là tất cả là đều là phải chuyển gấp đi bệnh viện. Còn nếu mà em bé nhà mình có tiêu chảy mà không đủ dấu hiệu trên thì chúng ta cho em bé nhà mình bù dịch, uống nước, cho thêm kẽm nha, đối kẽm với lại đối với trẻ chưa không đến 2 tháng thì liều thấp hơn nha, 10 mg mật ký một ngày, hướng dẫn cho mẹ chăm sóc tại nhà và tái khám lại mỗi sau 2 ngày. Còn nói trong trường hợp mà em bé nhà mình có thể tiêu chảy nhiễm khuẩn là những em bé nhà mình nó tiêu chảy mà có máu trong phân, ta phải điều trị kháng sinh đó và đừng có phải chuyển đi gấp đi bệnh viện. Thì đây là một cái máu, tình trạng máu trong phân. Cô nhắc lại có tình trạng mà đi cầu máu trong phân thì nguyên nhân mà đa phần những nguyên nhân đều là như em bé. Thứ nhất có thể em bé nhà mình có những biểu hiện như là tắc ruột, em bé hoại tử ruột và đi cầu. Hai là những em bé nhà mình có thể nhiễm khuẩn đường ruột. Ở đây đối với trẻ từ 0 đến 2 tuổi á, thì nó không phải lị đơn giản đơn thuần như là trẻ lớn và người lớn đâu. Đối với những em bé nhà mình lị ở đây có thể là nhiễm nhiễm khuẩn đường ruột và có thể gây ruột, có thể tự diễn tiến đến sốc và diễn tiến em bé nhà mình rất là nặng đó. Còn thấy là những cái trường hợp mà có thể gặp hơn nữa mà nếu trong biểu hiện lâm sàng em bé nó không sốt về mặt chơi mà em bé nhà mình nó đi cầu ra máu thì có thể em bé nhà mình sử dụng sữa công thức, thì có thể là em bé nhà mình nó bị ứng với thể đạm tiểu bò, thì có thể rằng là em bé nhà mình nó đi cầu rồi. Nên cái cũng giống như là vàng da do sữa mẹ như vậy, cái mà dị ứng đạm sữa bò này chúng ta cũng đặt là ở cuối cùng sau khi chúng ta loại trừ ra những cái nguyên nhân cấp tính ví dụ như là xoắn tắc ruột hoặc là hay là nhiễm khuẩn đường ruột trước nha. Thì nếu chúng ta thấy là em bé nhà mình có biểu hiện máu trong phân thì chúng ta phải đánh giá dấu mất nước, và nếu em bé có dấu mất nước thì chúng ta ở như phía trên này á nha, thì chúng ta phải bù nước và chúng ta chuyển gấp đi bệnh viện. Thứ hai trong trường hợp tiêu chảy kéo dài thì đây cô nhắc lại tiêu chảy kéo dài là những có thể rất là khá nhiều cái bệnh lý liên quan đến gan mật cũng như là nội tiết, nên là chúng ta cũng sẽ chuyển đi bệnh viện. Nên nhưng mà đối với lại tiêu chảy kéo dài thì không, em nhé, nhìn kỹ nhé. Ở đây đối với lại tiêu chảy kéo dài thì không có gấp, đánh giá bệnh bệnh nặng. Thì nếu mà bệnh rất nặng á, thì chúng ta mới chuyển gấp đi bệnh viện. Còn nếu mà em bé như mình không phân loại những bệnh rất nặng phía trên thì chúng ta chỉ cần chuyển đi bệnh viện, người nhà có thời gian để thu xếp. Rồi, nếu mà trong trường hợp là em bé nhà mình không được phân loại ở những cái ô màu đỏ phía trên ấy, thì chúng ta mới đánh giá cái phần dinh dưỡng và nhạy cân. Còn nếu mà em bé nhà mình được phân loại ô màu bệnh nặng thì chúng ta bằng bỏ qua cái bước này, chúng ta không đánh giá vào trong cái phần ô đánh giá vì bệnh rất nặng ha. Thì chúng ta kiểm tra dinh dưỡng em bé của bố mẹ được hay không, nếu có thì chúng ta sẽ tích lên trẻ ai có bao nhiêu ăn bao nhiêu lần một ngày, chúng ta hỏi những câu và chúng ta điền vào đây, đối chiếu vào bảng cân nặng theo tuổi thì chúng ta đánh giá em bé nhà mình có nhạy cân hay không nhạy cân và tìm ô loét trong miệng. Rồi đánh giá một bữa bú thì em bé nhà mình có ngậm bắp bú tốt hay không, đó những cái dấu hiệu đây. Nếu em bé nhà ngậm bắp bú tốt là phải đầy đủ được 4 dấu hiệu đây, thiếu một trong cái bốn dấu hiệu này đây là em bé ngậm bắt bú không tốt, thì quần bú phía trên nhiều hơn phía dưới, miệng mở rộng, môi cầm môi dưới trề ra, cầm chặt vào bú, đầy đủ có 4 cái này. Và tốt nhất là đánh giá ở đây là chúng ta phải cho em bà mẹ cho em bé hướng cho bé bú và chúng ta nhìn quan sát và chúng ta đánh giá để chúng ta có thể tư vấn bà mẹ có tốt hơn.
và em bé nhà mình bú có hiệu quả, bú được nhưng mà chưa chắc là em bé nhà mình bú hiệu quả đâu các em nhé. Đó, có nhiều lúc em bé nhà phản xạ chậm, nuốt sâu cũng khoảng nghỉ. Nếu em bé nhà mình nó bú mà nghe tiếng chóp chép hoặc là bú rất là nhanh nha, mà không có tiếng nghe tiếng nuốt sữa thì em bé nhà mình bú không hiệu quả. Đây, đây là cái biểu đồ tăng trưởng theo Tổ chức Y tế Thế giới, được từ lứa tuổi từ đường màu cam là hai đường giới hạn thấp và giới hạn cam. Nếu mà dưới cái đường màu cam này là để biểu em bé nhạy cân, mà nếu trên cái đường màu cam này thì em bé cân. Ở đây là cái những cái cách mà bà mẹ bồng con cho em bé bú. Thì đây chúng ta phải lưu ý rằng là dù tùy thuộc vào cái hoàn cảnh của bà mẹ và em bé như thế nào thì chúng ta sẽ quan sát bà mẹ cho em bé bú. Đối với những em bé bà mẹ mà đã khỏe mà đã sinh lâu rồi đi lại thì bà mẹ có thể bồng cho bú rất là thoải mái. Nhưng đối với lại những nơi mà chúng ta đánh giá được khi ở bệnh viện quan sát thì những bà mẹ mới sinh thì họ thường xu hướng thích họ đau nên họ thường họ sẽ cho bé nằm và cho bú hay không. Và dù em bé nằm như thế nào cho bú thì vẫn phải đảm bảo nguyên tắc rằng là em bé nhà mình bụng áp sát với bà mẹ nha, bụng áp sát với bà mẹ, tay vai hông một đường thẳng và em bé phải được nâng đỡ toàn bộ cơ thể. Có thể thì hoặc trên gối thì chúng ta phải nâng đỡ toàn bộ chứ không chỉ nâng đỡ một cái đầu hay là cái lưng cái vai thôi, và mặt em bé phải hướng về nông vú, mũi đối diện với nông vú nha. Rồi cách ngậm bắt vú đúng nó thì chúng ta sẽ thấy được rằng là nhìn nếu mà em bé nhà mình chỉ cần đưa cái mặt em bé hướng về vú mà thấy em bé nhà mình nó thầm mở miệng nó chóp chép nó hướng, thường như em bé này là có phản xạ bú rất là tốt. Còn những em bé mà đưa mẹ mà hơi lừ đừ 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 không có ngậm gì hết thì em bé nhà mình là em bé nhà mình nó không có bú được đó. Rồi phân loại dinh dưỡng thì các em có thể nhìn vào cái ô này để đánh giá nếu em bé nhà mình tốt khi mà có một trong những cái dấu hiệu khi mà em bé không đạt được bốn cái dấu hiệu như cô nói ở phía trên nha. Và em bé như mình không có đúng là bú chậm hoặc là em bé bú dưới 8 lần có sử dụng sự công thức hoặc cái thứ gì khác thì chúng ta thấy đánh giá là em bé như mình có vấn đề dinh dưỡng chưa hợp lý, chúng ta sẽ tư vấn tùy vào cái vấn đề em bé như mình có mà chúng ta sẽ ghi vào cái ô tư vấn ở đây. Và thứ hai nữa, đối với em bé nhà mình nó nhạy cân so với tuổi thì chúng ta sẽ hướng dẫn cho em bé nhà mình cho em bé nhà mình ăn nhu cầu dinh dưỡng cho em bé ăn thêm và giữ ấm em bé tại nhà. Nếu trong trường hợp em bé nhà mình kiểm tra có nấm rét ở trong miệng với trắng thì đây là điều trị nấm miệng thì chúng ta sẽ đưa vào cái hướng dẫn cho bà mẹ cách vệ sinh miệng ở tại nhà. Cô nhắc lại trong ACI này thì nó có sự thay đổi lại trong thực hành của chúng ta. Thì đối với thực hành mà điều trị nấm miệng hiện tại chúng ta sẽ không có bôi, không có bôi xanh gì trong miệng của em bé cả, chúng ta chỉ vệ sinh bằng nước muối nha, nước muối loãng nha, hoặc là thậm chí chúng ta chỉ cần nhỏ sữa mẹ ra trong cái gạt của chúng ta vệ sinh sạch sẽ miệng cho em bé. Sau đó là chúng ta sẽ cho em bé ra miệng bằng thuốc kháng nấm Nystatin đó, từ 3 đến 4 lần một ngày và điều trị thường ít nhất là 7 7 ngày đó. Thì chúng ta không bôi gì trong miệng cho em bé vì tất cả những cái thứ gì mà bôi vào và đều có thể ảnh hưởng đến đường đường tiêu hóa và ảnh hưởng đến sức khỏe của em bé. Ở đây là tiêm chủng thì chúng ta sẽ là ở đây đối với trẻ sơ sinh chúng ta hay ở bệnh viện chúng ta khoa chúng ta thì là sơ sinh thì những em bé này sẽ phải tiêm BCG và tiêm mũi lao là mũi lao đó và tiêm viêm gan B trong vòng 24 giờ. Trong trường hợp em bé bị bệnh nặng thì chúng ta sẽ trì hoãn tiêm viêm gan B có thể sau 24 giờ, nhưng mà chúng ta phải tiêm càng sớm càng tốt. Và sau khi ở trạm thì nếu mà chúng ta ngủ ở trạm thì chúng ta sẽ phải coi thử em bé nhà mình đến với chúng ta trong thời điểm nào. Nếu em bé nhà mình đến với chúng ta mà thời điểm mà từ 0 đến 2 tháng mà em bé chưa tiêm mũi nào thì chúng ta cứ vòng cái mũi đó lại và chúng ta sẽ cho em bé nhà mình tiêm ở tại trạm chúng ta luôn ngày hôm đó. Còn nếu em bé có chuyển viện thì chúng ta ghi hẹn là cái đúng cái ngày lần sau em bé được đi tiêm khi mà em bé nhà ổn định ra viện để mà mẹ biết được cái kế hoạch tiêm. Đây, đây những thuốc mà ở đây chúng ta sẽ sử dụng ở trong cái bảng kháng sinh tùy thuộc vào cái đánh giá lâm sàng của em bé như thế nào thì chúng ta sẽ quyết định là sử dụng kháng sinh gì cho em bé. Đây là uống cho nhiễm khuẩn tại chỗ, ví dụ như kháng sinh được uống là nhiễm khuẩn da
Nó xin đường tiêm trong trường hợp nhà em bé nhà mình có dấu hiệu bệnh nặng nhiễm khuẩn tại chỗ nhiễm khuẩn thì chúng ta sẽ sử dụng kháng sinh. Ở đây chúng ta quy định là theo tuổi qua sơ sinh chúng ta thì chúng ta sử dụng là hai loại kháng sinh là ampicillin và gentamicin. Đó, tùy theo cân nặng chúng ta sẽ ghi. Ở đây là điều trị dự phòng đường huyết thì cô nhắc lại như lúc nãy sẽ tùy thuộc vào khả năng của em bé. Nếu em bé bú mẹ được thì chúng ta đề nghị cho ba mẹ tiếp tục cho bú. Ghi cho rõ nhé, chứ không thôi là các em thấy nếu mà em bé nhà mình mà bú mẹ được, em đánh giá em bé bú mẹ được thì phải cho em bé đề nghị điều trị hạ phòng đường huyết là cho em bé tiếp tục bú mẹ. Còn nếu như em bé có dấu hiệu bỏ bú mà không bú được thì chúng ta sẽ cho em bé uống sữa bằng thìa hoặc là uống thêm nước đường nhé. Nếu mà bà mẹ không có sữa, đây không bao giờ khuyến cáo dùng sữa công thức các em nhé. Rồi, trong điều kiện nhiễm khuẩn tại chỗ thì chúng ta sẽ hướng dẫn bà mẹ điều kiện tại chỗ, những cái chăm sóc những cái mụn mủ ở da, mụn mủ rốn, những mụn rác ở miệng. Ở đây cô nhắc lại, em hãy bỏ đi cái dòng mà bôi dung dịch xanh methylene hoặc là glycerin ponad, ở đây là không còn sử dụng cái phương pháp điều trị này nữa. Nhắc lại nữa, nếu ở nhà chúng ta cũng như vậy đó, chúng ta rửa sạch tay dùng vải mềm hoặc là cái gạt rửa rưỡi chúng ta thấm nước muối pha loãng, hoặc là chúng ta nếu có sữa mẹ thì dùng đồng sữa mẹ. Rồi, đây là lịch tái khám của em bé. Và khi hướng dẫn cho bà mẹ đưa em bé đi khám những có dấu hiệu bệnh nặng như mình mô tả cái phần mục mình khi về nhà. Rồi, ở đây các bạn nào có còn câu hỏi nào về cái này không, trước khi cô sẽ chuyển qua một cái phần một số bài làm của các bạn đã làm về AMCI. Ừ. Rồi, cái này á, thì cô đã nhắc vào cái buổi học lý thuyết, có thể các bạn không nhớ. Đối với em bé sơ sinh á, thì đây là mình nhắc lại đây nha, là mình đó là do cái đối tượng mình chọn cái em bé làm bệnh án. Mình phải hiểu rằng là đối tượng của chúng ta, nhắc lại là vị trí của chúng ta khi mà dùng cái bản kiểm này là các em ngồi ở trạm y tế. Không bao giờ một cái đứa trạm y tế mà chúng ta tiếp cận một cái đứa một tháng, một ký hay là một ký rưỡi hay là một cái ba cái tư mà hắn về nhãn bồng lại với ta, đa phần những đứa nó nằm bệnh viện và nó phải lên ký bú được rồi khỏe rồi không mới về nhà nhá. Nó nhắc lại nên đối với những chúng ta sẽ chọn những em bé mà là đủ tháng là một nhá, đủ tháng mà mới sinh, có thể là tại khoa sản mới chuyển qua khoa mình hoặc là người ở nhà mà mới 24 giờ mà chúng ta dùng AMCI. Còn nếu mà em bé nhà mình á, mà dùng đồ em muốn làm những em bé sinh non thì phải chọn những em bé mà cái tuổi của hắn á, nó phải trên 34 tuần trở lên. Có nghĩa là hắn sinh 23, 24 tuần gì đó, nhưng mà thời điểm thanh khám thì phải tính là từ 34 tuần hiệu chỉnh trở lên, để mình loại mình khi thời điểm họ nói là 34 tuần là cái tuổi thời điểm mà em bé nhà mình nó hoàn thành cái phản xạ bú nuốt thở, thì đó thì chúng ta sẽ đánh giá rằng là nếu mà em bé thời điểm mà em bé nhà mình không có bú được, có nghĩa em bé là mình nằm có dấu hiệu bệnh nặng là em bé nhà mình phải chuyển đến bệnh viện. Em hiểu ý cô nói chưa? Các bạn nào có câu hỏi nào nữa không? Rồi, vì đây cuối tuần. Nên là học nhanh nhưng cô cũng rất cũng muốn coi. Rồi, đây là một cái bản kiểm mà những cái bạn lớp trước cho các bạn coi để các bạn biết rằng là thứ nhất bạn này làm thì là một cái điểm trừ của bạn này làm là các bạn này đã làm bằng bút bi không phải là bằng bút chì nhá. Nên nhắc lại là đối với việc mà viết trên cái bản kiểm AMCI này thì các bạn phải viết bằng bút bút chì cho cô, không được phép bút bi.
đây á là không có ghi cái chữ không không gì đây hết. Nếu em bé nhà mình có những cái triệu chứng gì thì chúng ta dùng bút chì chúng ta vòng tròn cái chữ đó lại. Ví dụ như trẻ của chúng ta có bỏ bú thì chúng ta vòng tròn cái bỏ bú. Nếu em bé nhà mình không có bú kém thì chúng ta vòng tròn chữ bú kém. Còn nếu em bé nhà mình có co giật thì chúng ta vòng tròn lại chứ không phải là ghi không không nha. Rồi chúng ta đếm nhịp thở làm lần lượt từ trên xuống dưới. Nếu em bé nhà mình có sốt thì vòng chữ sốt lại. Nếu em bé có hạ thân nhiệt thì hạ thân nhiệt. Đó, nếu mà chúng ta rốn, chúng ta nhìn rốn mà thấy cái rốn có đỏ thì em vòng chữ đỏ. Nếu có chảy mũ thì em vòng chữ mũ, nhắc chưa? Rồi từ từ đánh giá xong cái ô này đó thì chúng ta phải ghi luôn ngay cái phân loại ở góc này chứ không phải là làm từ trên xuống dưới là mới ghi vào đây. Làm xong từ đây thì qua phân loại liền. Đó, tương tự như vậy. Ở phần này các bạn làm đúng này nha. Ở đây là da vàng, ở đây chúng ta sẽ kiểm tra và da vàng thì chúng ta thấy rằng là vàng da thì có vàng mắt hay là màu mắt da vàng thì để chúng ta vòng tròn trở lại. Và nếu mà em bé nhà mình có vàng da lòng bàn tay bằng chân thì em vòng tròn nguyên cái cụm là vàng da lòng bàn tay bằng chân, da bàn chân của trẻ có vàng nha. Nha, ôm hết luôn cả cái cụm này lại luôn, hoặc là em chỉ đơn thuần ghi chữ vòng chữ có vàng ở đây thôi thì cũng được phân loại là em bé nhà mình vàng da nặng. Đó. Có tiêu chảy hay không, có máu trong phân thì vòng tròn chữ có máu trong phân. Đó. Bất kỳ thế nào kết thúc một cái ô thì chúng ta sẽ đánh giá luôn. Đó. Ở đây thường các bạn sẽ sai nhất cái chỗ mà ô là kiểm tra tình trạng tiêm chủng. Ở đây họ ghi là khoanh tròn những vaccine cần tiêm chủng hôm nay. Thì ở đây là chúng ta sẽ vòng tròn, ví dụ như em bé nhà mình chúng ta mới từ bên xã chuyển qua và em bé nhà mình 4 hay 5 ngày tuổi, em bé đã tiêm vaccine gan B mũi 0 rồi, nhưng em bé mình chưa tiêm lao vì lao đây quy định là sẽ tiêm trong giai đoạn sơ sinh dưới 30 ngày tuổi, thì chúng ta sẽ vòng cái mũi tiêm lao lại, vòng cái mũi lao lại, và chúng ta nếu em bé nhà mình không có tình trạng bệnh rất nặng ở trên thì chúng ta sẽ ghi cái ngày em bé tiêm lao là cái ngày hôm nay chúng ta thăm khám. Còn nếu mà em bé nhà mình bệnh nặng thì chúng ta sẽ ghi vào cái ngày mà em bé nhà mình nó cần cần cái tiêm lao này á, thì sẽ vào là cái ngày mà theo cái sinh nhật của em bé, theo cái ngày sinh á, ví dụ em bé sinh ngày 6 tháng 1 thì em bé nhà mình khoảng 6 ngày 6 tháng 2 thì em bé quay lại tiêm dưới 30 ngày tuổi là được nha. Rồi đánh giá những vấn đề khác ở đây thì xem thử em bé nhà mình có vấn đề gì hay khác hay không, và mẹ có vấn đề gì khác mà mẹ dị tật hay là bà em bé nhà mình đẻ non 35 36 tuần, em bé có biểu hiện xuất huyết trên da hay là cái gì, hay có dị tật bẩm sinh như là bàn tay bằng chân khòeo hay tay thì dị tật thì chúng ta ghi hết vào cái ô này. Và khi chúng ta gặp cái tờ giấy lại đây chúng ta sẽ đánh giá thăm khám ghi rõ từng bước một trên đây, và ở dưới đây chúng ta sẽ tổng hợp lại là quyết định rằng là nếu ở trên đây có nhiều nhiều cái ô tái khám, ví dụ trên đây ô tái khám 2 ngày dưới vàng da, nếu nhiễm khuẩn tái khám 2 ngày còn vàng da thì tái khám 1 ngày, rồi vấn đề dinh dưỡng tái khám sau 14 ngày thì chúng ta chọn cái ngày nào mà càng gần nhất, ví dụ như đó thì chọn cái ngày ví dụ như một. Nếu 1 ngày thì phải nhỏ hơn 2 ngày thì chọn cái ô 1 ngày. Nếu trên 2 ngày với 14 ngày thì chúng ta chọn ô 2 ngày nha. Chúng ta chọn cái ngày nhỏ nhất. Và sau đó ghi lại là ghi lý do khi nào mà được cần đưa trẻ khám lại, khám ngay. Những dấu hiệu để em liệt kê hết ra. Đó, những vấn đề dinh dưỡng, nuôi dưỡng em cần phải phải hướng dẫn cho bà mẹ. Còn nếu em bé bị bệnh rất là nặng thì chúng ta có ghi rằng là không đánh giá vì là em bé nhà mình có bệnh rất nặng cần chuyển gấp đi bệnh viện. Rồi. Các em có hiểu cái bài làm này không? Có những các bạn nào đã làm bạn kiểm ACI này có gì có chỗ nào mà thấy không làm được không? Có gì mà thắc mắc không cần phải hỏi cô để các bạn sau rút kinh nghiệm. Các bạn nào có không? Dạ alo. Ừ, cô nghe đây. Dạ cô cho em hỏi, ví dụ như trẻ bị vàng da là vàng da nặng càng chuyển gấp đi viện, nhưng mà ở dưới đó thì chẳng có dấu hiệu tiêu chảy nhưng mà không mất nước, thì mình có cần ghi cái đánh giá là uống thêm dịch hoặc bú mẹ để điều trị tiêu chảy? Cái phần mà hướng có dẫn của cái tiêu chảy không cô? Đúng, phải ghi hết em. Có phần đánh giá nào của em bên ô phân loại thì em phải ghi cái ô điều trị bên tương ứng như vậy. Và quyết định rằng là em bé nếu mà nằm trong một, chỉ cần một trong ô màu đỏ thì em phải chuyển gấp đi bệnh viện. Và cái phần tham vấn dinh dưỡng của em bé, tham vấn của em á, sẽ ghi đầy đủ ra. Phía trên á, thì dự phòng là hạ đường huyết, nhưng mà em bé như mình có tiêu chảy thì mình phải cho em hướng dẫn cho mà mẹ bú tích cực trên đường đi để dự phòng mất nước.
Hiểu cô ý cô nói không? Nếu Tức như là mỗi một ô phân loại. dạ tức là ở trên mình ghi là chuyển cấp đi bệnh viện, nhưng mà ở dưới mình vẫn cái phần phiếu trả mình vẫn ghi tham vấn như bình thường hả cô? Đúng rồi. Dạ. Nói lại mình nhớ là để mình biết được rằng em bé nhà mình có hai vấn đề là phải em bé chuyển viện, gồm có hai vấn đề là vấn đề em bé nhà mình nó bệnh lý rất là nặng, vàng da nặng, và em bé nhà mình có kèm theo tiêu chảy. Được chưa? Có thể có mất nước hoặc không mất nước. Dạ, em hiểu rồi, em cảm ơn cô ạ. Rồi. Rồi các bạn nào khi làm ICI có gì thắc mắc nữa không các em? Những khoa khác có trẻ từ 0 đến 2 tháng. Dạ cô cho em hỏi. Dạ, ý là trong IMCI họ nói đang rụt lõm lồng ngực nặng mới xếp vào bệnh rất nặng, về thì mình phân biệt trẻ mà có rụt lõm lồng ngực với rụt lõm lồng ngực nặng hơn cô phân biệt như thế nào? Cái Rồi, cô nói đối với lại trẻ sơ sinh thì vì thành ngực lồng ngực nó mỏng nên rồi với những em bé này nó có sẽ biểu hiện là hơi rút lõm nha, thì vẫn là bình thường. Mình sẽ quan sát được em bé, nếu mà em bé nhờ mình á, mà rút lõm lồng ngực mà em bé nhờ mình nó hồng hào, thở tốt, nhịp thở không nhanh, chỉ hơi rút lõm nhẹ và em khi em bé nằm yên thôi khi thở thì chúng ta đánh giá là em bé nhà mình không rút lõm lồng ngực. Nhưng còn nếu mà trong trường hợp mà em bé nhà mình rút lõm thì chúng ta phải nhìn lõm lõm sâu kia nha, và nhìn rõ mắt thường, chứ còn sơ sơ trên ngực em bé thì mình không đánh giá là rút lõm. Thì nếu em bé nhà mình biểu hiện thường là em bé rút lõm như cái lúc nãy cái video cô nói đó, thấy không, thấy em bé rút lõm mà chúng ta nhìn bằng mắt thường chúng ta thấy được, và em bé nhà mình có thể kèm theo những dấu hiệu cho em bé là ly bì kém linh hoạt, bú kém, hoặc là tần số thở nhanh, hoặc là thở ren, thở bất thường, thì nên chúng ta đánh giá là em bé nhà mình có biểu hiện là rút lõm lồng ngực và đánh giá vào có hội chứng siêu hấp. Được chưa em? dạ em cảm ơn cô. Rồi. Dạ cô cho em hỏi thêm một cái mà chuyển đi viện gấp rồi nhưng mà cái mức tiêu chảy đó thì cái khám lại sau 2 ngày mình cần ghi không cô? Vẫn ghi khám lại sau 2 ngày thế chưa, Dạ. khám lại mình sẽ không ghi, không ghi nữa, tại vì là trẻ chuyển gấp đi bệnh viện, được chưa? Nếu mà trẻ đã chuyển gấp đi bệnh viện thì cái ô đưa trẻ lại á, đưa trẻ đến khám lại, em thấy nó là chuyển đi bệnh viện rồi thì chúng ta sẽ không ghi nữa. Dạ. Nhưng mà ô tiêm chủng vẫn phải ghi như ngày tiêm chủng nha các em nha. Em nhớ là mình đã ghi, mình cô nhắc rồi là chuyển cấp đi bệnh viện có nghĩa là không ghi khám lại nè nha. Còn nếu mà những em bé nhà mình không có chỉ định chuyển cấp đi bệnh viện và có thể khám lại thì chúng ta chọn cái ngày gần nhất nha. Rồi có gì câu hỏi gì nữa không các em? Rồi. Rồi đến giờ chúng ta kết thúc lớp học ở đây, lớp trưởng nha. Cái này không phải là ngày, cái này là ngày của chúng ta đó, có nghĩa là bước chân của ngành y rồi thì ngày 27 tháng 2 là ngày của chúng ta, thì là cái một mình có mình cũng cùng cảm ơn lớp và cùng gửi lời đến nhắn nhủ các lớp cho lớp mình các bạn sinh viên, thì đối với tất cả các ngành nghề riêng ngành mà chúng ta có một cái ngày mà để cho mọi người gửi lời chúc mừng, gửi lời cảm ơn thì đó là một cái vinh dự và trách nhiệm của chúng ta khi bước chân vào ngành y rồi, dù các bạn thích hay không thích, vì
thì chúng ta phải cố gắng hết mình, cảm thấy nếu mà chúng ta không hợp thì chúng ta nên kết thúc sớm và chọn con đường đi khác. Còn nếu mà chúng ta đã quyết định đi theo người y thì chúng ta phải cố gắng hết mình, vì ở đây là chúng ta đang giúp cho mọi người, giúp người ta có sức khỏe và giúp cho mọi người, và chúng đây là một cách chúng ta giúp cho bản thân của chúng ta, giúp cho những thành viên gia đình khác. Chúng ta làm điều tốt cho con cái gia đình của họ thì có một người khác họ cũng sẽ làm điều tốt cho con cái gia đình của chúng ta. Nên là cô chúc các em chân cứng đá mềm, vững vàng trong con đường y khoa, và tất cả các em đều có thể ra trường thành công, sau này sẽ tìm con đường đường tương lai của mình, tìm một nơi làm việc ổn định, và biết đâu trong số các em thì sẽ có những bạn sẽ trở thành đồng nghiệp của cô sau này, và hẹn gặp các em ở tương lai gần cũng như tương lai xa. Chúc em nhiều mạnh khỏe và cố gắng giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch nha. Cảm ơn, chào các em.